Hello, hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em xin giao lưu đến cả nhà lô bông trăng trắng. Ảnh đang rộ bông. Rộ bông luôn cô chú ơi. Khoảng 2 tấc rưỡi rồi. Đây là lô trăng trắng. Nguyên lô này là em được 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nguyên lô này là 45 cây ạ. Lô trăng trắng. Khách hàng nào lấy nguyên lô này 45 cây trăng trắng là em để lại giá hữu nghị nha. Một hàng ngang gì là 5 cây mà là 9 hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hàng, 9 x 5 là 45 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua thì inbox cho em ạ. Một cốt ạ. Trăng trắng là gì làm bonsai là tuyệt vời luôn cô chú ơi. Hiện tại là em được cái lô này, anh vừa lớn và vừa cho bông là 45 cây. Cô chú anh chị đang tìm cái giống trăng trắng lá nhỏ này thì inbox cho em ạ. Hoặc là điện thoại trực tiếp, số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600. Đây, cây bông mà lên màu như vậy là 100% là trăng trắng luôn, không có thể nào mà lầm vô đâu được ạ. Chỗ những cây trăng trắng này là cô chú nào mà mình chơi bonsai á, mình mua gì mình từ từ mình nuôi cái gốc to và uống bonsai là tuyệt vời luôn ạ. Đây, như cái gốc này đợi ảnh bự cao xíu nữa là uống bonsai. Rồi cô chú nào mua nguyên cái lô này 45 cây á, hoặc là mua lẻ là bên shop em vẫn bán ạ. Mà em ưu tiên là mua hết lô thì em bán giá sỉ, giá hết lô ạ. Đấy. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái clip ngắn em giới thiệu bông trăng trắng lá nhỏ lô 95 cây này của em. Bye bye cô chú, chúc cô chú ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại cô chú trong video tiếp theo. Bye bye.